Nhà Phật gọi là tam chướng, nó làm chướng ngại bước đường tu hành, làm chướng ngại con đường giải thoát. Người mà còn tham sân si, từ lời nói, hành động, việc làm còn lún sâu vào trong tội lỗi, còn làm đau khổ cho mình, cho tất cả mọi người. Gia đình mà còn tham sân si thì gia đình ấy sẽ đánh mất đi niềm hạnh phúc, và thường xảy ra những chuyện bất hòa, hai cãi lẫy rầy rà, dẫn đến hành động không đúng, gieo đau thương lại cho gia đình, trở thành là một gia đình thiếu văn hóa, kém văn minh, yếu tinh thần trong nếp sống của tôn giáo. Xã hội này mà còn tham sân si thì thường xảy ra những vụ tranh giành cướp giật, mất trộm, gây rối ren, mất trật tự an ninh. Thế giới này mà còn tham sân si thì thế giới này thường xảy ra những vụ, những cảnh chiến tranh đẫm máu giết người, tương tàn tương sát. Và người tu hành mà còn tham sân si thì sẽ gặp rất nhiều trở ngại trên bước đường tu hành. Nó khiến ta tạo ra ác nghiệp, nó sẽ xói mòn đi phước đức tu tập của ta, nó làm cho ta hiện tại mang tiếng xấu mà tương lai lãnh lấy quả báo bất lành. Cho nên biết được hai hại của tham sân si rồi thì người tu hành phải cần tìm phương pháp để mà diệt trừ. Muốn diệt trừ nó, chúng ta cần phải y theo lời của thầy đã chỉ dạy: chữ tham châm ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hãy diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm phương dục tắc. Và chỗ khác ngài cũng dạy: ta cũng nên bố thí, nhẫn nhục, trì giới để độ tham sân si. Nam mô A Di Đà Phật. Dương nghiệp trần hoàng bởi quả nhân gây ra kiếp số chịu vong trần. Nay nhờ đuốc huệ soi đường tối, đặng gật cải ngộ lần cái đần. Muốn ban cái ngô lần cái đần, ngô đần cả nước lần cùng dân. Sớm lo loạn cuối chiều ăn ngủ, nào biết liệu toàn gỡ nở nần. Nở nần tiên tổ tạo gây nên, con cháu ngày nay phải báo đền. Đành thế những vừa lời giới vốn, lẽ gì chịu giải trả ngông nghênh. Bạc Liêu, năm Nhâm Ngũ 1942. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục chương trình thuyết giảng hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên Trần Đình Chiến, cũng là ban khổ kiền giáo lý trung ương, thuyết giảng đề tài ý nghiệp. Trân trọng kính mời giáo lý viên lên diễn đàn. Đề nghị quan minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Long Bình, kính thưa giáo lý viên Phan Thanh Phượng, giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý trung ương, kính thưa ban trị sự của xã phường thị trấn về đây tham dự rất đông đủ, kính thưa quý vị là nhân sĩ trí thức, các nhà mạnh thường quân, các nhà từ thiện hảo tâm, chân tu tâm đạo, và kính thưa quý cô bác lớn tuổi cùng toàn thể anh chị em hiện diện thân mến. Hôm nay trong cái bầu không khí trang nghiêm hài hòa, thấm đượm tình đời nghĩa đạo, trong cái tinh thần thương yêu đoàn kết, để chúng ta cùng nhau diễn dương qua giáo lý trơn truyền của Đức Thầy, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Long Bình đã đứng ra tổ chức, cũng như đã xin phép với chính quyền địa phương đề xuất đến Trung ương Giáo hội mở ra cuộc thuyết giảng. Tôi đóng vai trò của một giáo lý viên đứng lên đây thuyết giảng, quý vị thì đóng vai người tín đồ ngồi để ủng hộ cho tôi. Chúng ta nhằm thực hiện cái bổn phận là hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, và cũng nhằm để thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Trước khi đi vào đề tài mà sứ ngôn vừa giới thiệu, tiếng nói đầu tiên của tôi xin được phép gửi đến toàn thể quý vị bằng lời thăm hỏi sức khỏe, lời chào trân trọng và lời chúc phúc thành công tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, Đạo Phật ra đời với mục đích duy nhất là cứu khổ ban vui cho nhân loại. Ngày nào chúng sanh còn sanh tử trong ba cõi sáu đàn thì ngày Đạo Phật vẫn hiện hữu trên cõi đời này để mà giáo hóa chúng sanh bằng nhiều phương thức khác nhau. Nhưng mà vào cái thời kỳ hạ mơn mạt pháp này thì chúng sanh phần nhiều phước mỏng nghiệp dày, tình sâu huệ cạn, đường mê thì dễ kiếm mà nẻo đạo lại khó tìm, cảnh cực lạc niết bàn thì luôn xa lạ đối với mình, còn nẻo lục đạo luân hồi có lẽ xuống lên đà quen lối. Cho nên hồi nãy quý vị nghe qua mà một vị đồng đạo đọc qua cái bài Sứ Mạng của Đức Thầy ấy, có một đoạn tôi nhắc lại như thế này: bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương thấy rối. Quý vị nghe qua cái đoạn này thầy diễn tả cái gì sao? Pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương thấy rối. Nghe qua cái đoạn giảng này rồi mình thấy là và cái cuộc đời này kể như là đứt đường rồi phải không quý vị? Đứt đường rồi phải không? Kể như là hết đời rồi, hạ quân ngay đã hết đời rồi. Pháp môn bế mạc, mà có bế mạc không? Pháp môn còn, Đạo Phật vẫn còn, chân lý vẫn còn, nhưng mà cái người tu không đúng theo chân lý, không đúng theo pháp môn, tu chạy theo hình thức, tu chạy theo hình tướng gì vậy, cho nên chân lý còn đó, pháp môn còn đó mà như đã bế mạc rồi. Cả ngàn năm nhân tâm sao xiến, sao tu hoài chẳng thấy ai thành. Là sao? Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Pháp môn bế mạc đó phải không? Thánh đạo thì chẳng du, đạo thánh bây giờ con người cũng đã bỏ quên rồi. Cái bổn phận làm con, bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ đối với thầy mà con người bây giờ hình như cũng đã quên rồi, quên mất đi rồi phải không? Sống không còn đúng với và đúng với là lưng thường đạo lý nữa. Cho nên thầy mới than là đời vật chất văn minh chiều chuộng, hay là đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dày bừa học thói mới lăn lòn theo sở dục, thánh đạo chăng du, người thì tâm trí tối đen à. Bởi vì hạ quân sanh chúng ám u mà tâm trí tối đen à, phát tâm tu gì chứ nhiều khi không bảo đảm nữa em. Phát tâm tu chứ nhiều khi người ta nói cô hai, cô chuyến này giải thoát luôn hay sao cô hai, cái nó lắc đầu không dám, không dám hứa gì. Khó lắm, tu giải thoát khó lắm, tu thành Phật khó lắm, thôi thì tu tới đâu hay tới đó. Phật cho nhiều hưởng nhiều, không dám nói trước. Thành ra tu nhiều khi còn bỏ vợ lái, phải không? Chứ hằng ngày mình đã có lập bổn nguyện rồi, thầy lập bổn nguyện cho mình rồi. Dạ,
Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, chí dốc tu hiền. Chí dốc tu hiền, ở mình nguyện với cụ Quyền Thế Tổ ông bà, mình làm hết sức gắng sức tu hành. Rồi Phật Tổ Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Giai đắc đạo quả luôn, đắc đạo như Phật luôn. Mà lần này thôi không dám nói đâu, không dám hứa trước đâu, tới đâu hay tới đó. Phật cho nhiêu hưởng nhiêu, chứ ai ngờ đâu lập cái bổn nguyện gì đó mà quên mất tiêu, phải không quý vị? Rõ ràng hạ quên sanh chúng ám u là chỗ đó cũng do vô minh, phải không? Bởi vì thầy nói vô minh thứ nhất phát khởi từ màn vô minh che lấp bản ngã và linh hồn, làm cho con người tâm tối mê sai, gây tạo ác nghiệp, chịu nẻo luân hồi thống khổ. Gây tạo các ác nghiệp để rồi chịu nẻo luân hồi thống khổ. Các ác nghiệp mình đã tạo rất nhiều, không kể hết được. Nhưng nương vào lời của Đức Phật và sự chỉ dạy của Đức Thầy thì không ngoài ba nghiệp chính. Một là thân nghiệp, hai là khẩu nghiệp, ba là ý nghiệp. Không ngoài ba nghiệp này. Cái thân này tạo rất nhiều điều quấy lỗi, như không ngoài sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Cái miệng này nói rất nhiều điều quấy lỗi, như không ngoài lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ. Cái ý này nghĩ rất nhiều điều quấy lỗi, như không ngoài tham, sân, si. Như vậy thì bữa nay chúng tôi chỉ phép được phép tìm hiểu quý vị qua cái phần ý nghiệp tham, sân, si mà thôi. Còn mấy cái ác kia thì không có thời gian bàn hả quý vị. Như vậy thì thưa quý vị, trong tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ý nghiệp rất quan trọng. Ý nghiệp là nguyên nhân chính để phát sinh ra thân và khẩu. Sở dĩ mà có cái thân này làm quấy, sở dĩ mà có cái miệng này nói quấy là do đâu? Do ý mà ra. Đức Phật bảo Như Lai tuyên bố tác ý là nghiệp. Còn trong Kinh Pháp Cú, Ngài cũng bảo rằng ý đứng đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác, nói ra hay hành động với tâm niệm bất thiện, khổ não liền theo sau như bóng theo hình dị. Còn Đức Thầy mình bảo sự đầu tiên của người hành đạo là cốt sửa những tư tưởng, tìm cách đánh đổi những tư tưởng xấu xa, đem thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức. Vậy thì những tư tưởng xấu xa đó là tư tưởng tham, sân, si. Muốn đánh đổi những tư tưởng xấu xa, muốn thay vào những tư tưởng ôn hòa đạo đức thì mời quý vị cùng tôi tìm hiểu qua đề tài ý nghiệp tham, sân, si. Giờ đây chúng ta sẽ đi vào từng ác. Ác thứ nhất là tham lam. Tham lam là gì quý vị? Tham lam là lòng ham muốn không biết đủ của con người. Mà tham cái gì? Đức Thầy kính yêu chúng ta bảo tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Sáu lý do mà để cho con người phát khởi lòng tham. Tham làm sao cho mình có danh vọng cho thật cao, tham làm sao cho mình có tài lợi cho thật nhiều, tham làm sao cho mình có sắc đẹp không ai bằng, tham làm sao cho mình có quyền hành hơn thiên mà không ai hơn, và tham làm sao mình có thế lực hơn thiên hạ. Lòng ham muốn chẳng hề biết chán. Ngạn ngữ có câu: bể kia dễ lấp, túi tham khó đầy. Ủa, sao mà ngạn ngữ nói bể kia mà dễ lấp, mà túi tham khó đầy? Cái bể thì mênh mông như vậy, mà ngạn ngữ nói là cái bể thì dễ lấp, mà túi tham này nhỏ xíu à, mà nói túi tham khó đầy là tại sao vậy quý vị biết không? Đồng đạo biết không? Sở dĩ mà nói cái bể dễ lấp á là cái bể nó có đáy, thấy không? Cái bể mà Thái Bình Dương đó, lớn nhất đó, cái chỗ mà sâu nhất của nó đen là 11.000 mét. Nhưng mà 11.000 mét dầu cho sâu tới đâu đi nữa, cùng tới mức cùng thì cũng có đáy. Mày hãy có đáy rồi thì sao? Người ta lấp giếc nó cũng đầy, thấy không? Ta lấp giếc nó cũng đầy, còn thứ tham của mình không có đáy. Bỏ nhiều lọt tót hơn nhiều, bỏ nhiêu lọt tót hơn nhiều. Biết sao đầy được túi tham, không ngăn không đáy, càng làm không kiên, phải không? Người ta đóng cái tủ, người ta khép một cái hộp, người ta có phân ngăn bịch đáy đàng hoàng, mà hễ có ngăn có đáy thì sao? Bỏ giết nó cũng đầy. Còn túi tham của mình nó nhỏ xíu mà nó không có đáy, thành ra bỏ bao nhiêu nó cũng không đầy hết. Bỏ bao nhiêu nó lọt tót hết nhiêu à. Mà phải chi nó bỏ những điều tốt đẹp thì cũng đỡ nữa. Đằng này nó đụng cái gì nó cũng bỏ hết.
những thứ tham lam gây gỗ hơn thua, giận hờn, tranh đấu, đánh đập, thù hiềm gì đó, nó chứa trọng á, nó để dành á, lâu lâu nó lấy ra nó xài cái làm cho người ta hết hồn hết vía hết trơn. Cho đến khi đến như cái thau nhôm hư, cái rổ ngủ bể, bình thường bỏ lăn bỏ lóc ngoài hè không có ngàn gì tới, đến khi gặp đứa trẻ nó lượm nó bán dao chai đó, của tao đó mày, tao còn xài được đó à, tại tao chưa cấp đó. Giàu xấu tốt cũng là dồn dứa phải không? Do tuổi tham không đáy, do lòng ham muốn không biết đủ, cho nên người ta mới mưu cầu danh lợi sắc tài quyền thế gì cho mình. Cũng như quý vị biết bên Trung Quốc đó, bên Trung Quốc và cái thời mà Tần Thủy Hoàng đó, ông muốn gom thu Lục Quốc, Yên Hàn, Ngụy Triệu, Sở Tề để mà gom về một mối và để nắm quyền cai trị vĩnh viễn đấy em. Ông cho xây cái vạn lý trường thành, một trường thành dài vạn lý bằng mồ hôi nước mắt của con người làm nên. Trường thành cái nó chiều cao 7-8 mét, bề mặt 5-6 mét, chiều dài phỏng phỏng nó thì khoảng 6.700 cây số. Và để hưởng thụ mỗi thứ vui dục lạc ở trên cõi đời đó, ông cho xây cái cung Nga Phòng. Khi xây xong rồi ông cho tuyển chọn tất cả những gái đẹp về phục dịch ở trong cung Nga Phòng, và tịch thu tất cả những vàng bạc ngọc ngà châu báu về tô điểm cho cung Nga Phòng để hưởng lạc tìm vui trên mọi hình thức. Tất cả những hành động tồi tệ độc ác bảo tàng của thần Thủy Hoàng trong cái thời kỳ này phát xuất từ lòng tham của người mà ra, từ lòng tham mà ra. Bởi vì thầy chúng ta thức tỉnh nè, ác thứ 8 là lòng tham hiểm, muốn bao gồm của thế một mình, tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến. Và thầy chúng ta còn cho biết nha, trên thế gian này nè, hạng sang hen, hạng giàu, hạng nghèo, hạng khó đều có chứa chất lòng tham, đều bị lòng tham nó làm chủ con người. Thầy chúng ta nói nha quý vị, đây nè, thầy nói nè, số giàu sang quả phước bệnh cùng, giàu hoa nguyệt thung dung cẩu thả, ưa đẹp mắt mến mùi mới lạ, sang oai quyền hối lộ gần xa, nghèo a vua bợ đỡ nịnh tà, khó trộm cướp cũng là nhờ xấu. Rõ ràng phải không? Như vậy thì hạng sang, hạng giàu, hạng nghèo, hạng khó đều có chứa chất lòng tham. Thầy ta nói đều bị lòng tham nó làm chủ con người. Người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàng, thẩm hàm tiền của, nào vợ đẹp hầu xinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đảo điên, vậy có phải khổ hay là chẳng? Khổ không quý vị? Ca dao cũng có câu: tham danh, tham sắc, tham giàu, đừng ham gánh nặng mà đau xương sườn. Gánh với xương sườn mấy cái điếm đủ hết trơn, cái trội mà còn gánh hoài. Hồi còn trẻ đó đi sinh sống nó thẳng gian à, mà gánh với mà trở về già đi sinh sống nó cong vòng vậy. Đừng ham gánh nặng mà đau xương sườn. Cho nên thầy chúng ta diễn tả một đoạn này nghe hết sức là thống thiết. Những sự ấy, những sự ấy tức là những sự tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế đó, những sự ấy đã xô đẩy con người và chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, tấn tuồn giặc giả, cướp của sát nhân, những vụ hối lộ, những vụ tranh thế giành quyền đã làm cho nhân sanh điêu linh trong dòng tai nạn khốc hại. Cái tham ấy đã làm cho con người phải đau buồn hận khổ, phải khóc đứng than ngồi, phải liều mình tự sát chứ gì, sự ham muốn không được thực hiện. Người ta nguyên sinh vì tình yêu, vì lợi quyền, vì thất trận, những cuộc cấu xé lẫn nhau, những vụ nồi da xáo thịt, những tương sát tương tàn, những điều hung ăn bảo ác đều do sự tham lam mà ra cả. Thầy chúng ta nói đều do sự tham lam mà ra cả. Cũng như quý vị nhớ, ngược lại hơn 80 năm về trước, trận đệ nhị thế chiến do Đức làm đầu đó,
đã gây ra cảnh chiến tranh thảm khốc chưa từng có của loài người. Nhìn thảm trạng này mà thầy chúng ta phải ngậm ngùi rơi lệ do lòng tham của con người đó. Khắp thế giới bên lương cửu túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Phải vừa sao rằng bên thế giới ta bà chúng sanh tàn sát cũng là vì tham, vì tham không à, phải không? Thành ra giờ đây thầy nói nè, và chúng ta cũng đừng nghĩ tưởng rằng ha, một khi lòng ham muốn được đội nguyện là hết ham muốn nha, không có đâu, có chừng à, ham muốn nhiều chừng được chừng nào thì ham muốn nhiều chừng ấy. Bởi vì được voi đầu tiên là ở chỗ đó, đứng núi này mà trong núi nọ là ở chỗ đó. Tôi kể quý vị nghe, cũng nghe sớm tôi, có ông chú cũng nghèo khổ lắm. Ngày trước á, phải nhín ra 2.000 để mà mua tờ vé số. Thì hai tờ vé số ngày xưa mấy vị biết mà, mười mấy năm trước còn 2.000 á, mua để tờ vé số. Nhưng mà sao mà cũng phước đức trời độ hoặc ông bà cho gì tự nhiên trúng cái gì, trúng rồi thì lúc này sớm viền mừng lắm, nghèo khổ mà trúng gì được đó, thành ra vậy cho mừng lắm. Lúc này khi mà được trúng rồi thì có tiền rồi thì ông mới xây dựng căn nhà tốt đẹp, rồi trưa thì nhà cây cột lá chồi che dĩ đà, rồi ông cũng mua thao lao rồi xây cất lại cũng là khang trang lắm, và đồng thời sắm đầy đủ tiện nghi ở trong nhà. Nhưng mà quý vị biết mà, được voi đầu tiên mà tôi nói nãy, đứng núi này trong núi nọ mà, vì vậy cho nên trúng rồi muốn trúng nữa. Ngày trước ngài đánh khi không có tiền đó thì đánh ngài có 1 tấm mà, mà tới chừng có tiền rồi thì sao, đánh ngài cả sắp gì đôi 30 tấm gì, đánh riết rồi láng giềng nóng lòng mới khuyên, nói thôi đi, nghèo khổ như vậy là mà trúng được là phước đức ông bà đổ đó à, trời cho đó à, cho đó à, thôi thì kết nhà rồi sắm đồ đạc tiện nghi rồi còn mơ vốn để mà dưỡng già, chứ đánh nữa thua hết à. Lúc này ông hứa gì, ông nói rằng ngày xưa tôi chỉ có 1 cây cần câu mà tôi còn cắm dính cá đây nè, huống chi bây giờ nhiều cây mà cắm không dính hay sao, ý ông nói là 1 tấm vé số mà còn trúng nè, huống chi nhiều tấm mà không trúng hay sao. Ông nói cái này là láng giềng bó tay quý vị ơi, vì vậy cho nên mặc sức mà đánh, đánh tối đa, đánh hết ga, đánh với quý vị biết là hết tiền rồi đó thì sao, dòm đồ đạc ở trong nhà đó và coi đó những thứ gì quý đó bán ra đánh hết, đánh giết rồi bán giết rồi hết đồ đạc trong nhà không còn tiền nữa. Nhìn lên cái nhà kêu bán luôn, đánh luôn, đánh giết rồi cuối cùng thì tay trắng vẫn quần trắng tay, nghèo sơ vẫn quần nghèo xác, cốt khỉ vẫn quần cốt khỉ, đành cất nhà cây cột tạm mà ở lại như xưa. Bởi vì thầy nói nè, ngày giờ nào loài người diệt được lòng ham muốn của mình, ngày giờ ấy bớt phần lớn của sự khổ. Chư khổ sở nhân tham dục chi bổn, Đức Phật bảo lòng ham muốn là gốc của mọi sự thống khổ. Thầy nói giả lại, ở đời phải có những lúc thăng trầm chìm nổi, có những lúc thăng trầm chìm nổi, có những lúc thì ta cũng khá, cũng dư ăn dư để, nhưng mà có những lúc ta cũng phải nghèo khổ, cũng phải thiếu thốn vậy. Bởi vì hưng dông si thạnh bằng nay lẽ thường, có những lúc thăng trầm chìm nổi, có thầy dạy có thì ta xài, không thì ta nhịn, can gì phải bày mưu tính kế chiếm đoạt của kẻ ngoài, của là của chung trong thiên hạ. Quý vị ơi, thầy nói của chung trong thiên hạ nha, chứ không có riêng ai nha. Đồ đạc trong nhà của mình nha, coi chừng một ngày nào đó tới tay người khác xài à. Cái đồng tiền trong túi của mình đó chưa chắc là của mình. Mình giữ giùm cho người ta đó à, mai mốt mình cũng đưa cho người khác à.
nhà cửa ruộng vườn đất cát của mình nè, mà mình đang sử dụng nè, chưa chắc phải là của mình nữa. Một ngày tới tay người khác làm chủ à. Bởi vì nhất phái thân sơn cảnh sắc ưu, tiền nhân điền địa hậu nhân thu, hậu nhân thu đất mạc quan hỷ, hoàng hữu thu nhân tại hậu đầu. Tạm dịch: một dải núi xanh cảnh sắc màu, ruộng vườn người trước người sau thu, người sau thu được đừng mừng rỡ, có kẻ đang chờ thu phía sau, phải không? Như ông Út vậy, phải không? Bởi vì nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của, đem rài hồng non, phải không? Thành ra như vậy cho nên giờ đây hiểu được rồi, thầy dạ chúng ta phải tìm phương cách để mà diệt trừ, muốn diệt trừ nó. Và chúng ta cần phải thực hiện ba phương cách sau đây. Cái thứ nhất là an nhẫn trong chỗ nghèo túng, biết chi túc thường lạc để lo dung trồng cõi phước về sau. Quý vị ơi, dạ, lỡ nghèo rồi, nó thật ra lỡ nghèo chứ mình thiếu phước mới nghèo, dạ, thiếu phước mới nghèo, thì thôi an nhẫn trong chỗ nghèo túng. Dạ, an nhẫn trong chỗ nghèo túng để rồi biết chi túc thường lạc. Chi túc thường lạc tức là biết đủ thường vui để lo tạo đức, lo tu hành, tạo cái phước đức về sau. Sống trong cơn buồn thuận vẫn vui, sống trong cảnh nghịch dòng vẫn thích, cơn hoạn nạn sống theo hoạn nạn, mà lúc an nhàn sống cảnh an nhàn, đứng nơi đâu cũng thấy tâm an, trong núi nọ làm chi cho nhọc, phải không? An nhẫn trong chỗ nghèo túng. Thưa quý vị, ngày xưa bên Trung Quốc đó, mà cái thời Đông Hoa có Nhan Hồi, bản tánh thông minh hiếu học mà lại nghèo khổ, nhưng mà ông lại được Khổng Tử khen. Khổng Tử nói là từ ngày có Nhan Hồi tới giờ thì đạo ta càng lúc càng đông, vì anh ấy là người tốt, một bầu nước một đai cơm ở chỗ chật hẹp thì vẫn sống được, như người khác thì không thể nào sống được, thật anh ấy là người quý. Mà thầy chúng ta cũng khen nghèo thầy nhan bầu nước đai cơm, tuy cơ hàng mà được danh thơm, hơn phú quý ngồi ôm bả lợi, phải không? Câu này nói nhỏ nhỏ thôi, không dám nói lớn. Thành ra vì vậy cho nên an nhẫn trong chỗ nghèo túng, biết chi túc thường lạc, dung trồng cõi phước về sau, lỡ nghèo rồi. Và cái thứ hai, mở lòng ra thương yêu mọi người mọi giới, tùy phương tiện mà giúp ích cho họ từ vật chất lẫn tinh thần. Hồi nãy nói thì nghèo thì lôi thôi, thì an thận trong chỗ nghèo, mà bây giờ khá giả rồi thì sao? Mở lòng ra thương yêu giúp đỡ mọi người, phải không? Bởi vì như quý vị biết á, đất nước ta thì đang đà phát triển, nhưng mà người dân của ta thì còn nghèo lắm, còn nghèo lắm. Cho nên có một số quý vị phải bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ đất, bỏ đai, bươn bả ra thị thành để làm ăn sinh sống. Nhà nước cũng đang băn khoăn vì vấn đề này, muốn tìm giải pháp nào để giúp đỡ dân, cho dân có đời sống định canh, định cư ở thôn quê, không kéo ra thị thành nữa, vì như thế sẽ làm ảnh hưởng tới sự phát triển của đất, của đô thị. Thì đất nước ta còn nghèo, phải không? Giờ đây ta có dư ăn, dư để chút đỉnh đây, không lẽ nhìn đồng bào ta chịu cảnh nghèo đói khổ sở, hoành hành đời sống hay sao? Dù sao cũng là đồng bào mình, phải không? Làng gần chí những tỉnh xa, lúc xưa thì cũng ruột rà với nhau, ngày nay tốt phước sang giàu, xin thương kẻ khó, giúp hào một khi. Thầy dạy mình đó à, hãy mở rộng vòng tay mà ban bố cho họ chút ít tình thương. Hãy mở rộng lòng ra để mà chia sẻ những nỗi khổ niềm đau với họ. Họ đang chờ mình. Tế độ dân nghèo trong lúc túng, giúp giùm kẻ rối buổi vừa qua, có ăn dư huệ nhờ thân nó, nghèo khổ bần phu thảm dữ a. Nếu đã xả thân tầm đạo đức, mở lòng bố thí ngộ thần ca. Lời của thầy nó hay làm sao quý vị ạ, mà chúng ta không thực hiện được thì uổng làm sao. Chứ đằng này quý vị thử nghĩ coi, giàu sang có của mà không đem ra làm phước giúp đời, để đem ra khoe khoang để làm trò cười cho thiên hạ, quý vị biết ai không? Ai mà thầy ta nhắc đây? Thạch Sùng Dương Khải,
Thạch Sùng và Dương Khải. Thạch Sùng thì cũng là tay đại gia trong thời kỳ này, còn Dương Khải thì là em của hoàng hậu, cũng là không thua kém gì. Một bữa ở đám đông, hai người mới đem của ra khoe. Dương Khải bảo rằng nô tỳ của nhà tôi đen, mỗi một năm mà phải sức cả kho mà giả như vậy cho chúng mặc đồ Tết mới đủ. Còn Thạch Sùng thì bảo rằng nô tỳ nhà tôi đen mỗi một năm ăn lúa gạo đó cung cấp một huyện mới đủ. Dương Khải bảo rằng nhà tôi á lấy mật ong với đường để chùi nồi. Còn Thạch Sùng thì bảo rằng nhà tôi á lấy sáp thai củi nấu cơm. Hai đàn khoe khoang như vậy đó. Thì lúc này khoe hoài, lúc này mọi người mới bảo rằng chàng ơi, khoe như vậy hoài thì ai mà khoe cũng được. Bây giờ có giỏi thì đem của ra đấu đi. Đấu đi, đằng này người ta làm chứng cho. Nếu mà ai thua đấy thì thua 10 thúng vàng. Đằng này người ta làm chứng cho. Giao kèo xong xuôi rồi thì bắt đầu mà Dương Khải á đem lụa tử sa ra chải 30 dặm. Thì lúc này Thạch Sùng á đem gấm ra chải 40 dặm hơn Dương Khải. Lập nhà thì Dương Khải lấy thủy tinh để lập nhà, còn Thạch Sùng thì lấy ngọc thạch để mà lót lên nền nhà. Nhất thiết Dương Khải đều thua. Thì lúc này mới bắt đầu mới khoe ra, khoe những thứ lạ. Thạch Sùng mới bảo rằng tôi có một con thiên ý mã mỗi ngày chạy 1000 dặm. Dương Khải bảo rằng tôi có con hươu 2 đầu. Thạch Sùng bảo rằng tôi có viên ngọc quý, mùa lạnh đeo vào sẽ ấm, mùa mà nóng đeo vào sẽ mát. Thì Thạch Sùng khoe tới viên ngọc ý rồi thì Dương Khải quýnh quán hết trơn, không có vật gì mà ra đấu lại, ra khoe lại. Thành ra vì vậy cho nên quýnh quán rồi thì lúc này may mắn thay mà mấy tay cận vệ của Dương Khải á, mấy kề tay Dương Khải nói nhỏ, kêu nói như vậy nè. Thì xong rồi cái Dương Khải mới quay lại bảo Thạch Sùng: này anh Thạch Sùng, anh giàu nhưng mà anh chưa đủ. Thạch Sùng vỗ ngực quý vị. Thạch Sùng vỗ ngực bảo đảm tôi không còn thiếu vật gì nữa hết. Nếu mà anh nói ra một vật gì mà tôi thiếu đen, chẳng những tôi thua anh 10 thúng vàng mà luôn cả tài sản của tôi luôn. Dương Khải bảo thiệt không? Thạch Sùng bảo thiệt. Vậy chứ? Thạch Sùng bảo vậy chứ. Tôi hỏi anh có cái mẻ kho hay không? Quý vị ơi, Dương Khải hết hồn hết vía trơn, tưởng đâu là Thạch Sùng thách đố mình cái vật gì, ai ngờ đâu cái mẻ kho, cái vật tầm thường đến như vậy. Rồi cái vật này lúc nghèo khổ á, nghèo khổ thì mình mới xài đến, mà bây giờ giàu sang rồi mà ai mà xài đến cái vật này nữa. Thành ra Thạch Sùng nhưng mà cũng sai gia nhân, sai gia nhân về lục trong kẹt trong hốc á, coi coi có cái mẻ cái ơ nào không để mà đem ra đấu với Dương Khải. Nhưng mà cuối cùng thì không có, cho nên phải chấp nhận đành thua Dương Khải 10 thúng vàng mà luôn cả tài sản luôn. Buồn quá buồn, thua tất cả tài sản, sự nghiệp tiêu tan rồi. Cho nên ngày đêm mới là chắc lưỡi hoài, chắc lưỡi hoài, tiếc của chắc lưỡi. Chắc lưỡi do riết là chết. Chết tôi đố cái gì thành con gì. Rồi hay ta. Biết hết trơn nha. Dạ, chắc cửa chết thì thành con thằng lằn. Bởi vì người miền Bắc á, người ta gọi thằng lằn là Thạch Sùng đó à. Dạ, vì tiếc của à, mà cho nên chết đầu thai làm con thằng lằn như vậy. Quý vị thử nghĩ coi, giàu sang đó mà không biết đầm phước giúp đời. Dạ, để đem ra khoe khoang làm trò cười cho thiên hạ. Bởi vì thầy chúng ta nhắc nè, gương của Thạch Sùng và Dương Khải há không để lại cho ta một bài học đích đáng lắm ru, há không để lại cho ta một bài học đích đáng lắm ru. Lòng nhân sinh khá tập rèn, Thạch Sùng Dương Khải sắp đèn ai ưa, phải không? Thành ra vậy cho nên, và cái thứ hai là mở lòng ra thương yêu mọi người mọi giới mà tùy phương tiện giúp đỡ cho họ từ vật chất lẫn tinh thần. Và cái thứ ba nữa là dùng trí mà quan sát mọi vật trên thế gian này, cho đến thân xác của ta đều là vô thường giả tạm, nên không có chi để lòng mến tiếc. Quý vị ơi, cái thân mình không thiệt rồi, tạo ra của cải làm sao thiệt. Cái thân này không thiệt rồi, tạo nên cái căn nhà này cũng làm sao thiệt. Tạo ra cái mảnh vườn mảnh ruộng gì đó làm sao thiệt. Tạo ra ông chồng đó cũng làm sao thiệt. Tạo ra bà vợ cũng làm sao thiệt.
tạo ra đám lôi nhôi lít nhít gì đó cũng làm sao thiệt. Vậy mà hồi nào tới giờ mình chắc hen, đồ đạc của cải này là của ta, nhà cửa này là của ta, ruộng vườn này là của ta, ông chồng này là của ta, bà vợ này là của ta, con cháu này là của ta, nên ai đụng tới sẽ biết tay ta. Thành ra vì vậy cho nên thầy thức tỉnh mình nè, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ, vật ở trần như bọt nước làng mây, thân ta còn rài đó mai đây, của ấy cũng khi tan khi hiệp, và phải không, không có tồn tại, phải không? Cho nên thực hiện ba điều ấy để chúng ta diệt lòng tham lam. Bởi vì Đức Thầy nói nè, thế nên hãy nghĩ đến người cũng như mình nghĩ đến mình. Thầy nói nha, thầy dạy nha, hãy nghĩ đến người á cũng như mình nghĩ đến mình. Mình nghĩ tới mình sao thì mình nghĩ tới người cũng y như vậy. Mình thương mình sao, mình thương người cũng y như vậy. Mình lo cho mình sao, mình lo cho người cũng y như vậy. Hãy nghĩ tới người cũng như mình nghĩ tới mình. Hãy dẹp lòng dĩ kỷ tham lam, lo dung trồng phước đức, bố thí kẻ nghèo hèn, ráng công phu sám hối để có thể yên vui nơi miền cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần này, phải không? Để có thể yên vui nơi miền cực lạc, lánh sự giả tạm ở cõi trần này, tức là phải diệt tham lam, phải lo bố thí, phải không? Đó, thì đó là chúng ta diệt tham lam. Diệt được chưa? Diệt được chưa quý vị? Nếu diệt được rồi thì tôi cho qua, còn nếu không được thì tôi nói nữa. Quý vị hay, quý vị tu cao, tu giỏi rồi. Dạ, diệt được rồi hen. Thôi, diệt được rồi, cho qua. Bây giờ mình tiếp tục cái ác sân nộ. Bây giờ tới sân nộ đi. Sân nộ là gì? Sân nộ là tánh nóng nảy, giận hờn, gây gỗ của con người, thì gọi là sân nộ. Sở dĩ mà có sân nộ là do đâu? Do bị người húng hiếp, đàn áp mình, hoặc giả là xúc phạm đến danh dự quyền lợi mình, hoặc giả gặp những cảnh trái ý nghịch lòng, hay lòng tham của mình không được tội nguyện đó, thì sân nổi lên. Nó như ngọn lửa giữ đốt cháy lòng ta, làm cho ta mặt mày đỏ tía, bộ dạng tái xanh thô bỉ, có khi dùng khí giới để mà hạ sát kẻ làm trái ý mình. Ác thứ chín hận sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà toan giữ trước. Và trong chánh văn Đức Thầy cũng dạy, tánh nóng nảy thường xúi con người làm những chuyện bất công. Bất công tức là không có công bằng. Giận lên rồi cái gì, cái cơn giận mình mà làm. Và sái phép. Sái phép là gì? Sái phép là trái với lương thường đạo lý, trái với lẽ phải, trái với pháp lực của nhà nước, gọi là trái phép. Chém giết quán thù nhau, kẻ thắng kiêu hãnh, người bại hổ ngươi, nên sự hiềm thù càng lan rộng. Giận mất khôn. Thầy nói giận mất khôn nha. Quý vị thấy có ai giận lên mà khôn không? Hả? Dạ. Chớ có cái sách có kể nha. Có cái anh này, anh xem chuyện Tào Tháo, thì anh thấy Tào Tháo ác quá ác à, cho nên anh mới giá cho Tào Tháo chết. Và giá cho Tào Tháo chết thì anh coi từ sáng tới trưa gì, sắp tới giai đoạn Tào Tháo chết rồi, nhưng mà giờ này tới giờ cơm nước rồi, chưa rồi, tới giờ cơm nước rồi, cho nên bà vợ mới kêu ăn cơm, mà kêu năm lần bảy lượt chị không ăn, rồi không ăn cái cầm cuốn truyện mà coi hoài. Giết rồi bà vợ bà giận đó, bà giận bà lại bà cầm cái cuốn truyện, lại cầm cuốn truyện quăng xuống đất cái bẹp liền, hỏi tại sao không mê chuyện gì mà mê dữ vậy. Lúc này ông quát lên liền, ông nói tao mê chuyện còn đỡ, còn mày mê Tào Tháo. Lúc này bà nói, bà bảo rằng ông nói kỳ vậy. Ông bảo rằng vậy chứ tao hỏi mày, tao đang xem chuyện Tào Tháo nè, tao thấy nó ác quá ác à, thành ra tao giái cho nó chết. Nó sắp sửa tới giai đoạn nó chết rồi, mà bây giờ mày quăng, mày lấy cuốn truyện mày quăng vậy thì mày có tình ý với Tào Tháo rồi nè. Ừ, mày có tình ý với Tào Tháo rồi. Lúc này bà bảo rằng ông nói kỳ cục gì, đã tới giờ cơm nước rồi, tôi kêu ông ăn mà ông không có ăn, ông tính nhịn đói cho chết hay gì? Ông nói ừ, tao nhịn đói cho chết luôn, cho mày ở lại mày sống với Tào Tháo. Giận mất khôn, phải không? Cho đó
cũng có ông anh này nha, giận vợ con. Dạ. Mà hở hở cái hâm, mày muốn không, tao nghỉ tu cho mày coi. Bị gì dạ, ông cũng dữ lắm. Thì vợ con này kêu khuyên là tu được đó. Thì dạ, o bé dữ lắm. Là mỗi lần giận cái hâm nghỉ tu, mày muốn không, tao nghỉ tu cho mày coi. Tới giờ cúng không thèm cúng cái gì, không thèm cúng, đi lòng vòng vậy đó, không thèm cúng. Cái con nói, ba, sao ba không cúng đi ba? Tao ghét má mày, tao không thèm cúng. Vậy đó. Dạ. Ghét vợ con rồi, không thèm nhìn Phật trời luôn. Giận mất khôn phải không? Và cái thứ hai nữa là giận cuồng chí. Cuồng chí là gì? Dạ. Tức là bây giờ lửa sân nổ ra, nó đã đốt cháy ở trong lòng rồi. Dạ. Cháy đỏ rực ở trong lòng rồi. Và nó phát ra cái bộ mặt đỏ ngầu rồi. Vì vậy cho nên giờ này đó, tất cả những cái đẹp đó, lương tâm lẽ phải, đạo đức lương thiện này kia, bị nó đốt sạch hết rồi. Nhất tinh chi quả năng thiêu dạng phảnh công đức chi sơn, một đốm lửa xanh có thể thiêu đốt muôn mẫu rừng công đức. Mà bây giờ chỉ còn lại trong lòng là gì? Là quán ghét, là căm thù, là đánh đập, là chém đâm, là chết chóc, là còn những thứ đó. Cho nên Đức Thầy đó mà diễn tả ở một đoạn này, tỷ dụ như là con cọp dữ mà ở trên rừng vậy, gặp đối phương rồi nhất định ra tay sâu xé cho bằng được. Trăm cơn giận kể gì nhân đạo, tỷ như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từ mảnh mới là hả dạ. Và cái thứ ba nữa là mất sự tự chủ, tức là không còn làm chủ được lòng mình. Bây giờ để cho sân nộ nó làm chủ rồi, cho nên nó muốn nói cái gì thì nó muốn nói, nó muốn làm cái gì thì nó làm. Khi nói làm chẳng chịu suy lường, mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác. Một khi lòng nóng giận nổi lên thì bất chấp hành vi tội lỗi nào mà không dám làm, bất chấp mọi thủ đoạn mọi hành động nào mà không dám làm, dù hành động ấy mang lại hậu quả cho bản thân không lường. Tôi cũng đã thường có kể đó quý vị, mười mấy năm trước tôi đi thuyết giảng ở Tiền Giang, nghe đồng đạo kể lại, nó có đứa em này, nó nhuộm cái đầu đỏ đỏ vàng vàng, mà ông cha kêu nó hớt hoài mà nó không hớt. Bữa nọ nó uống rượu say về, nó nằm lăn lóc trước thằng ba, nó ngủ ngất hồi nào không hay. Thành ra vì vậy cho nên ông cha ra thấy nó nằm trước thằng ba mà lăn lóc như vậy đó, đầu cổ thì chơm bơm, giận quá giận rồi, vào lấy cây kéo ra sởn hết cái đầu của nó luôn. Nhưng mà nó đâu có hay biết gì đâu. Đến khi mà tỉnh lại á, nó thấy xong cái đầu của nó nhẹ nhàng quá. Nó rờ lên thì cái mái tóc mơ mộng của nó không còn nữa. Nó hỏi má, ai hớt đầu con hả? Má bảo rằng ba này hớt chứ ai. Mấy bữa rồi không gặp mày là không hâm rồi đó à. Không khuyết kêu mày hớt hoài mày không hớt. Bữa nay mày về mày uống rượu say, về mày nằm ngủ lăn lóc trước thằng ba, ổng giận ổng hết rồi đó. Lúc này nó nói, ổng đâu rồi? Thì má bảo rằng đi ngoài ruộng làm cỏ rồi. Mày hỏi chi vậy? Nó không nói gì hết quý vị. Nó chạy ra sau hè đó, nó cầm con dao, nó chạy một hơi một ra ngoài đồng. Ông già lơm khơm mình cỏ có hay biết gì đâu. Nó lụi cho một dao, ngã ngang chết tốt. Quý vị thấy ông cha cũng vì sân mà có phần cư xử với con mình hơi thái quá phải không? Còn đứa con cũng vì sân mà chẳng kể tình cha con nghĩa phụ tử, nỡ dùng dao đâm chết cha mình một cách thảm thiết như vậy, thật tàn nhẫn vô cùng. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết Chúa con đành sát thủ. Nói không sao hết được tai hại của lòng sân này. Mà quý vị biết câu chuyện bên nhà Phật câu chuyện gì quý vị biết không? Câu chuyện của bà Thanh Đề. Trước kia là bà cũng có làm kính tinh Tam Bảo, thường hay cúng dường chư tăng. Bữa nọ bà nghĩ rằng cúng dường chư tăng bằng vật thực là chuyện bình thường. Bây giờ bà muốn làm việc phi thường hơn, bằng cách làm lột trắng từ hạt lúa, cạo ra trắng từ hạt gạo, định mai này đội vào trụ lạc để mà cúng dường chư tăng. Vị trụ trì trong chùa biết trước, mới kêu đệ tử bảo rằng mai này có cuộc đại lễ do thí chủ dân cúng,
các con phải tiếp đón đàng hoàng. Quý vị ơi, đệ tử đứng đầu đại lễ là nhiều mâm, nhiều quả, nhiều bánh, nhiều trái. Vì cho nên hãy ai đem đến mâm quả bánh trái thì tiếp đón đàng hoàng. Còn bà Thanh Đề á, bà đổi bát gạo ngoài trời á, bà quỳ ngoài trời á, mà không ai ngó ngàng gì tới. Đến trời càng ngày càng trưa, nắng càng ngày càng gắt, bụng càng đói, gối càng mỏi, bà chịu đựng hết nổi rồi. Cho nên bà dùng cái chén gạo trên đầu của bà đổ xuống đất, rồi bà lấy giò chà đạp mấy cái gì, và bà thốt lên một câu sân nổ hết sức là độc ác: nguyện từ rày trở về sau không thèm cúng dường chư tăng nữa, và bà sẽ về làm bánh nhân thịt chó để đãi chư tăng ăn. Chư tăng thảm giới thì bà mới vừa lòng, cho lòng sân nộ thốt lên cái câu tội lỗi như vậy đó, mà dẫn đến hậu quả cũng không lường. Ba ngày sau quý vị, bà bị đỏ, nổi lên cơn sốt chết liền, hồn đỏ vào địa ngục A Tỳ, chịu khổ thảm không lường, cũng do lòng sân của con người mà ra. Bởi vì trong kinh bảo: nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai, dị phiền não chi căn, đọa tam đồ chi khổ. Tâm khởi một niệm sân si, muôn ngàn tội chướng thải đều phát khai, phiền não là gốc chẳng sai, ba đường chịu khổ khó ngày thoát ra. Còn thầy mình thì sao? Tu còn ái ố sân si, tu còn nhiều tấm dĩ kỳ trần mê, khó mong cửa Phật giữa kề, càng gần địa ngục nhiều bề thảm thương. Thành ra giờ đây biết được tai hại của lòng sân rồi, chúng ta thực thi theo lời dạy của Đức Thầy. Đức Thầy dạy nè: diệt được nó, tâm ta được thảnh thơi, chí ta được thông thả. Diệt nó đi để tâm được thảnh thơi, để chí được thông thả, chứ chứa chất trong lòng hoài thì khổ lắm, phải không quý vị? Thành ra giờ muốn diệt nó, Thầy dạy cái thứ nhất thì phải làm sao? Hãy mở lượng khoan hồng mà dung tha kẻ lầm lỗi. Quý vị ơi, ở đời mà ai cũng có lỗi hết, phải không? Ai cũng có lỗi hết. Vì vậy cho nên khi mình đã có lỗi rồi đó, mình muốn cho người khác tha lỗi cho mình không? Nếu mình muốn cho người khác tha lỗi cho mình thì khi người khác có lỗi lầm thì sao? Mình cũng sẵn lòng tha thứ, phải không? Sẵn lòng tha thứ. Cho nên Đức Thầy dạy nè: diệt được nó, tâm trần thông thả, ta thường nên tập tấm khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xửng. Trong cổ học Tinh Hoa kể câu chuyện của ông Thẩm Lân Sĩ và ông Lưu Ngân Chi đang đưa mang giày đi ngoài đường á, có người nhìn giày, thì ông Thẩm Lân Sĩ á, đang mang giày đi ngoài đường, cái có người tới nhìn thì lúc này ông vui vẻ ông cởi ra mà không nói gì hết, đưa cho người mà bảo rằng đây là giày của bác à. Tới ông Lưu Ngân Chi cũng vậy, khi mang giày đi ngoài đường thì có người tới nhìn thì ông cũng vui vẻ cởi ra mà đưa cho người mà bảo rằng đây là giày của bác à. Nhưng mà đến khi mà cái người mà nhìn giày đó, người ta thấy lầm, ta biết sai đó, người ta đem ta trả lại, ta trả lại cho ông Thẩm Lân Sĩ, thì Thẩm Lân Sĩ vui vẻ mà nhận lại, mà bảo rằng vị không phải giày của bác à, không phải thì thôi, của tôi nhận lại. Nhưng mà tới ông Lưu Ngân Chi thì sao? Ta nhận lầm, ta thấy sai, ta đến ta đem trả lại thì ông nhất định không nhận. Không nhận, khăng khăng không nhận. Thì quý vị thử nghĩ coi, ở đời mà hen, khi mình mang giày mà có người khác tới nhìn, mà mình vui vẻ đưa cho người mà không nói gì khác, trường hợp như ông Thẩm Lân Sĩ và ông Lưu Ngân Chi thì khó kiếm lắm rồi. Như vậy thì cũng khó kiếm lắm rồi, phải không? Nhưng đến khi người ta thấy sai, người ta nhận lầm và người ta đem trả lại mà mình không nhận, trường hợp như ông mà Lưu Ngân Chi thì sao? Còn cố chấp. Còn cố chấp không chịu khoan dung tha thứ khi người biết lỗi lầm. Bởi vì Thầy dạy nè: đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tốt, xét thân ta, xét người cho tốt đi. Dạ, coi con ta làm sao. Dạ, người ta có thấy lỗi người ta chưa. Dạ, nếu mà người ta thấy lỗi rồi thì sao? Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta, phải không? Thành ra đó là
phải phan dung tha thứ cho người có lỗi lầm. Và cái thứ hai còn cái gì nữa quý vị ơi? Lỡ như hồi nãy tôi nói cái người không thấy lỗi đó, người ta sai mà họ không thấy lỗi, họ vẫn cố chấp. Có khi mình và mình trình bày cho họ nghe và trình bày sự thật cho họ nghe mà họ không nghe, họ cố chấp, có khi họ cự lại nữa, thì mình phải sao đây? Họ cự lại mình nữa thì mình phải làm sao? Ăn thua đủ với họ hay sao hả? Một người hung dữ đã đành rồi, không lẽ rồi ta cũng thế sao? Một đứa lỗi lầm thêm đứa nữa, thành ra hai đứa giống như nhau. Mình với người ta đi chung xuồng luôn, và người ta chèo mũi mình chèo lái. Thành ra như vậy cho nên người ta đã cố chấp rồi, không thấy lỗi rồi thì mình phải nhẫn nhịn họ chứ sao, phải không? Phải nhẫn nhịn chứ sao. Bởi vì thầy dạy nè, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, khỏi mất lòng tất cả mọi người. Mọi người chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù oán. Sân si phỏng có điều thêm bận, nhẫn nhịn nát không chuyện kéo dài. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện của nhà sư Hakuin, một nhà sư tu hành chân chánh lắm, mà ở gần chùa sư đó có gia đình bán tạp quá, thì cha mẹ của gia đình này á, phát hiện ra cô gái trong nhà có thai. Thành ra vì vậy cho nên đánh đập điều tra, và điều tra nhiều lần như vậy cô mới khai, mà cô lại là khai ma. Cô khai rằng tác giả của bầu thai trong bụng của cô á là do nhà sư Hakuin. Quý vị ơi, cha mẹ nghe nói rồi cái quản hồn quản vía trơn rồi. Nhà sư Hakuin hồi nào bây giờ tu hành chân chánh mà bây giờ làm chuyện như thế này, nhất định qua phải làm và mắng nhiếc sư mới được. Mắng nhiếc sư mới được. Lúc này hai ông bà mới kéo qua bên chùa sư mà mắng nhiếc sư, bảo rằng tại sao sư làm chuyện động trời như vậy, hại đời con gái của con tôi, tại sao vậy? Quý vị sư trả lời sao? Hai từ nhẹ xìu: thế à. Thế à là rồi rồi, là chấp nhận rồi, còn cái gì nữa. Thành ra vì vậy cho nên thời gian sau cô gái này sanh ra được đứa con. Sanh ra đứa con rồi lúc này cha mẹ bảo rằng đây là con của nhà sư Hakuin, vì vậy cho nên đưa đây, tao đem qua bển tao giao, tao trả lại cho sư, sư nuôi nó. Mức độ hai ông bà ẩm với cháu qua cái bển là gặp sư rồi, bảo rằng đây là con của sư đây nè, tôi giao tôi trả lại cho sư, sư nuôi nắng nó, sư làm đó gì làm. Sư lúc này cũng trả lời hai từ nhẹ xìu: thế à. Bồng trẻ vào nuôi, bồng đứa nhỏ nuôi mà khổ nổi. Nhà sư tu hành chân chánh như vậy, bồng đứa trẻ về nuôi mà lại là thế à nữa, thì còn cái gì nữa. Thành ra vì vậy cho nên lúc này tiếng tai gì gian dỗi trơn rồi, hàng ngày rồi phải lo những thứ vật dụng cho đứa trẻ nữa, xin sữa cho nó bú nữa. Thành ra vì vậy cho nên lúc này không ai ngó ngàng gì sư trơn trọi. Nhưng mà thời gian sau quý vị, cô con gái này thức tỉnh, hồi thức tỉnh cho việc làm của mình và hành động tội lỗi của mình, lại là đổ oan cho nhà sư vô tội như vậy thì tội lỗi không vừa, cho nên mới thú thật với cha mẹ. Nói cha mẹ ơi, giờ đây con mới thú thật với cha mẹ là cha của đứa nhỏ không phải là nhà sư Hakuin mà là anh chàng bán cá ngoài chợ kia kìa. Cha mẹ nghe nói rồi quả hồn chân: chàng ơi, vậy mà hồi nào tới giờ đổ lỗi cho nhà sư không, mà người ta vẫn làm thinh không nói gì hết, thiệt là tội lỗi vô cùng. Bây giờ phải qua bển năn nỉ sư, xin lỗi sư mới được, để mà đem trái về nuôi. Thì lúc này qua bển xin lỗi sư, năn nỉ sư và xin sư tha lỗi cho, và xin cho nhận lại đứa trẻ, nhận lại đứa cháu để về nuôi. Thì sư cũng trả lời gọn khô: thế à. Quý vị thử nghĩ coi, đổ lỗi cho người ta thì người ta cũng thế à, đem con dao cho người ta thì người ta cũng thế à, bây giờ tới xin lỗi người ta để đem cháu về thì người ta cũng thế à. Hay lắm gì. Phải không? Kệ nó, tập đi, mình tập theo kiểu này đi, hay lắm. Ai nói gì nói, mình cũng thế à. Bà đó mà bà tu cái gì? Bà còn tham dữ lắm,
hở cái bả tham, hở cái bả tham mà mình cũng nói thế à. Ông đó mà tu gì, xin chúc ông sanh à, xin chúc ông sanh à, mình cũng nói thế à. Thế à là chấp nhận hả? Không phải đâu. Thế à là không còn màng gì những tiếng thị phi phải trái khen chê ở thế gian nữa rồi. Phải quấy là do mình, chứ không có dính líu gì người tu hành chân chánh hết. Mình nói phải thì mình có phước nha, mình nói quấy thì mình có tội à. Chứ phải quấy không dính dáng tới người nhà tu hành chân chánh hết, cho nên mới gọi là thế à. Thấy không? Bởi vì người tu hành chân chánh rồi thì sao? Bao giờ vẫn là chân chánh, phải không? Vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày xâm hiệp, gắn trí trong mong mũi tiệt khai, thiên địa tuần hoàn gom một mối, phàm trần vạn kiếp kiếm bồng lai. Mà muốn được phàm trần vạn kiếp kiếm bồng lai thì phải kiên trinh mà chịu lúc nàng tay. Muốn được kiên trinh mà chịu lúc nàng tay thì phải thế à. Phải không? Rồi cho qua đi. Thế à, được rồi, cho qua hen. Rồi bây giờ kế tiếp, khoan dung tha thứ rồi, nhẫn nhịn rồi, còn cái nữa. Cái nữa là cái gì quý vị ơi? Nói nhẫn nhàn, nhẫn nhàn mà thiệt cơ, mình có nhẫn chưa? Có thiệt nhẫn hay chưa? Mà có khi hay nhẫn xuông. Tao nhịn mày là tại gì? Tao chống cự không lại mày. Là vì tao thấy tao thua mày, tao nhịn mày đi, để mơ mốt cho người khác nó xử mày, phải không? Cao nhân tác hữu, cao nhân cao, mơ mốt cho người khác nó xử mày à. Tao nhịn mày đi, được không? Nhịn như vậy được không? Chàng ơi, không lẽ nhịn như vậy thì đâu có được. Nhịn như vậy tức là cái tâm còn ghét hay sao? Mà cái thứ ba là thầy dạy phải từ bi. Từ bi mới được. Từ bi là thương xót họ. Dạ, thương xót họ dù cho họ có lỗi lầm như thế nào thì mình vẫn sẵn lòng thương xót, phải không? Sẵn lòng thương xót. Bởi vì học theo hạnh từ bi của Đức Phật rồi, hỷ xả của Đức Phật rồi thì phải làm sao? Đức từ là Đức Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến hết lòng, dìu dắt dạy dỗ chẳng nỡ để chúng sanh nào xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Đức bi là nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe. Quý vị thấy chưa? Dạy dỗ chẳng nghe, cái người cự mình đó, cái người cãi mình đó, dạy dỗ chẳng nghe, làm điều độc ác để thải tội, Phật chẳng vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Đức bi là ở chỗ đó. Thành ra cái thứ ba là phải thể hiện tâm từ bi mới được, phải thương xót họ mới được, chứ họ lỗi lầm rồi mà phải không? Bởi vì thầy dạy ai chửi mắng thì ta giả điếc. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, rồi đợi cho người hết giận ta khuyên, phải không? Giả điếc là nhẫn nhịn đó à. Giả điếc là nhẫn nhịn, mà đợi cho người hết giận ta khuyên là còn thể hiện tâm từ bi nữa. Tâm từ bi mới khuyên mới được, mới thương xót họ khuyên mới được. Chứ nếu không có tâm từ bi thì coi chừng hen. Không có tâm từ bi rồi có khi bẻ giáo lý của thầy đó à. Bẻ giáo lý của thầy đó. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, có khi đợi cho người hết giận ta. Mình không dám nói nha, có khi bẻ giáo lý thầy đó. Thành ra phải có tâm từ bi nữa mới được, phải không? Bởi vì thầy dạy nè, việc khôn ác thể vừa thấp thoáng, chữ từ bi ta diệt nó liền, sự quán thụ đáp lại chữ hiền, thị thù quán tiêu tan mất hết. Tấm thần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy y cầu đạo, gây gỗ là trái thiết từ bi, phải không? Lúc nào cũng phải tấm thần lương mới được, mới vẻ mặt vui tươi mới được, phải không? Vậy mới đáng tín đồ của Phật giáo hòa hảo. Cái đằng này nhiều khi đi ra làm từ thiện thì vui lắm nha. Mới làm thì hăng say vui lắm, mà làm hồi nghịch ý mà trái lòng cái giận. Ông giỏi thì ông làm đi, tôi để cho ông làm, tôi về.
làm hồi cái dẫn mất từ bi đó. Thích thành ra vì nay ta đảo của y cầu đạo gây gỗ là trái thiết từ bi. Vậy thì khoan dung tha thứ nhẫn nhịn từ bi là ba phương pháp mà thầy dạy chúng ta, nó là cái quạt ba tiêu để chữa và quạt tắt cái quả diễm sơn ở trong tâm của chúng ta đó, quạt tắt cái lửa sân nổ ở trong tâm của chúng ta đó à. Bởi vì thầy dạy nè, chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu chữa quả diễm nơi tâm cho tắt. Nếu được vậy thì đạo hạnh ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn đứa giữ ích chi, thấy không? Thì đó là phương ba phương pháp mà chúng ta diệt sân nộ để hoàn thành cái hạnh nhẫn nhục, hạnh từ bi, hạnh phan dung tha thứ. Diệt được nó, tâm ta được thảnh thơi, trí ta được thông thả, hãy mở lượng khoan hồng mà dung tha cái lầm lỗi, hãy nhẫn nhịn, chẳng nên cãi cọ tranh luận hơn thua, làm cho nảy sinh ra những điều hiềm khích. Đó là cô Giang nói trong bài sân nộ của thầy dạy chúng ta diệt sân nộ ở đoạn cuối. Giờ đây cho qua ác sân nộ đi hen, để nói nhiều quá sợ cũng mất lòng ha, cái gì mời mong gặp quý vị sợ quách ngang không gặp ổng nữa, rồi lên đây chắc gặp thì thiết tham lam sân nộ nữa, mới gặp ở bên Long Thuận đây, qua đây gặp nữa. Và cái thứ ác thứ sau cùng, mê si là gì? Mê si là còn gọi là vô minh, sự tối tâm mê dốt, nhận thức các pháp không đúng với sự thật thì gọi là mê si. Nhận thức các pháp không đúng với sự thật, chẳng hạn như thân này giả mà mình chấp là thiệt, tất cả đều là giả mà mình chấp là thiệt, thì đó là vô minh, là mê si. Ác thứ 10 đoạn chấp mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thủy, màn vô minh che mờ căn trí, nên thường khi nhận ngụy làm chân. Nhận ngụy làm chân là nhận thiệt làm giả đó. Và Đức Thầy cũng bảo tội ác này do sự thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ si mà ra. Thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ si, gốc vô minh tự hồi vô thủy. Nhưng mà hiện tại thì Thầy cho biết là thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ si. Óc phán đoán là sự nhận định đánh giá một sự việc gì, nghĩ si là sự suy nghĩ cho chín chắn một sự việc gì. Mà ở đây Thầy nói thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ si. Thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ si. Chẳng hạn như tôi tỉ dụ như thế này, mình có đứa con tên là Tèo, ra đường thì nó chơi xong ở biển tí đánh nó tám cho năm bạt tay, nó khóc, nó về nó mép với mình, nó bảo rằng khi không cái thằng tí tát tán cho con một bạt tay, thì lúc này mình không có suy xét cho kỹ lưỡng, không có suy nghĩ si, không có phán đoán, thành ra dội và rồi bảo rằng tại sao khi không mà thằng tí nó tán con, mày theo tao, tao chứ qua bệnh mắng vốn cha mẹ của nó, cha mẹ nó không biết dạy con để cho mà đánh con tao như vậy, theo tao, lôi thằng Tèo qua bệnh mắng vốn cha mẹ một tí. Thì qua bển mình làm lớn chuyện, mình không có lịch sự với người ta thì người ta cũng không có lịch sự với mình, hai đàn mới ẩu đả với nhau, từ chuyện nhỏ trở thành là chuyện lớn, từ chuyện bé mình xé ra cho to, chuyện con nít trở thành là chuyện của người lớn. Đến khi mình hỏi kỹ lại, gặp thằng Tí về hỏi kỹ lại thì hỏi tại sao mà mày đánh thằng Tèo, Tí nói đâu có đâu, đâu phải khi không mà con đánh đâu, con đang đá chơi banh, con lỡ con đá trúng nó, thì con thấy vậy con lại xin lỗi nó, cái nó tán cho con bạc tay, nó lấy trái banh của con nó liệm với xong á, thành ra vậy cho nên con giận quá con mới tán lại nó. Vậy thì hỏi rõ ra thì cái lỗi này là lỗi của thằng Tèo con mình, phải không? Và thằng Tí vô tình mà thằng Tèo cố ý, thành ra vì vậy cho nên đây chỗ là thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ si mà ra. Chí linh mẫn nhìn xem các việc, đừng để cho lầm lạc nếu ta, dầu việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tận. Tội với phước xét coi nhiều bệnh, mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Xét coi cái nào tội, cái nào phước, cái nào phải, cái nào quái, cái nào đúng, cái nào sai. Tội với phước xét coi nhiều bệnh,
mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Đức Thầy dạy điều răn tấm thứ bảy: ứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý, phải suy xét cho minh lý, không thiếu sự phán đoán, không thiếu sự nghĩ suy, rồi sẽ phán đoán việc ấy, tức là không thiếu óc phán đoán. Đằng này Thầy nói thiếu óc phán đoán, thiếu sự nghĩ suy mà ra. Vì vậy con người ít hay phân biệt được lẽ phải trái, bo bo giữ những thiện kiến sai lầm, chẳng chịu nhìn nhận chân lý. Ít hay phân biệt lẽ phải trái, bo bo giữ những thiện kiến sai lầm, không chịu nhìn nhận chân lý. Chân lý dạy rất rõ mà mình không nhận, không chịu nhận. Ở chân lý dạy rất rõ, chẳng hạn như cha tôi nói cái này không biết quý vị có phải gặp phải không, quý vị cũng thông cảm nha. Chân lý à, Thầy dạy rõ ràng à. Giả sử như có người cha mẹ lúc còn sống á, và ăn thịt ăn cá phải không, khi chết rồi đó nhất định cúng cá thịt mới chịu, không chịu cúng chay. Có một hai người theo đạo hòa ảo rồi cũng còn cái suy nghĩ đó, nếu suy nghĩ như đó thì sai lầm với chân lý của Thầy. Bảo rằng cúng chay làm sao ăn được, ổng ưa thịt cá, ưa tàu, ưa thịt cá mà về cúng tàu hủ làm sao ăn được, thành ra nhất định không chay, còn chắc ở chỗ đó. Nhưng mà thật ra thì chân lý Thầy dạy rõ rồi phải không, trong cái bài gì, báo hiếu đạo nhà. Ở báo hiếu đạo nhà Thầy dạy rất rõ nè, quải đơm cúng tế lễ xưa nay. Cái việc cúng tế lễ xưa nay là quải đơm cúng ông bà cha mẹ, là cái lễ từ xưa nay là phải cúng rồi. Nhưng mà xác vật châu heo đứa mị bài, chứ còn xác sanh cúng tế là mị, là giả dối. Bởi vì sao, kẻ mất cho ăn si khó hiểu. Người mất rồi mà cúng bảo rằng cho ăn mới được thì thật là khó hiểu vô cùng. Mà ngược lại người còn bạc đãi lạ lùng thái. Chân lý nè, cháu còn báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai. Để cha mẹ qua đời là thủ lễ trai, chứ không nói ăn chay ăn mặn gì hết. Thể mà qua đời rồi thì nhất định là phải cúng chay, để đem lợi ích cho cha mẹ mình. Bởi vì chứ được vậy thì trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng, trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng. Mà nếu được thì hồn linh siêu thoát, nhẹ cao bay. Chân lý như vậy mà còn cái gì nữa phải không quý vị? Rõ ràng rồi. Cũng như ông chú ăn chay 4 ngày à, mà chắc trẻ ơi, Thầy dạy ăn chay 4 ngày à, mà ăn chay trường là có lỗi nha. Ăn chay trường là có lỗi à, Thầy dạy là chay 4 bữa ấy là quy tắc. Thì lúc này cái ông anh kế bên nói vậy chứ Thầy dạy đường đạo đức bước đi thì tự đắc thì sao. Ông nói rằng thì bước đi tự đắc là ăn chay 4 bữa đó à, bước đi tự đắc là ăn chay 4 bữa đó, chắc gì vậy đó. Thành ra vì vậy cho nên còn chắc phải không, chay 4 bữa là cái quy tắc của người mới vào đạo. Mới vào đạo rồi muốn giữ cho tròn cái quy tắc của người tín đồ Phật giáo hòa hảo, trở thành là người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì phải có 4 bữa căn bản là 4 ngày chay, không thể nào thiếu 4 ngày chay. Nó thì là quy tắc trong đạo của người mới vô đạo. Nhưng mà lần hồi thì phải tiến lên chứ phải không? Dạ, phải tiến lên. Thành ra cũng đó là cái chân nghe rồi, đó là chỗ chấp nữa đó. Chấp không chịu nhìn nhận chân lý, suốt cả đời ngu muội, chỉ biết mê mang theo những vật nhỏ nhen, mau tan, mau rã. Mê mang theo những vật nhỏ nhen, chạy theo những vật nhỏ nhen, tức là chạy theo đời đó à, chạy theo thế gian đó, chạy theo danh lợi tình ở thế gian đó. Mà hồi nào tới giờ mình cho đó là cao quý đó, đó là vĩ đại đó nha. Thành ra vì vậy cho nên đành rằng mình sống với nó thiệt, nhưng mà đừng để nó làm chủ mình, và đừng để nó nó gì mà cao hơn mình. Mà lúc nào phải thấy là nó là phương tiện để sống mà thôi, là phương tiện để cho mình sống, mình tu hành mà thôi. Thành ra vì vậy cho nên mới nói nó là vật nhỏ nhen, thấy không? Thầy nói nhỏ nhen, thế mà họ chỉ cuốn cùng tâm trí theo bả lợi danh, mùi phú quý, đi theo những vật dụng tiểu ti eo hẹp, phải không? Chạy theo những vật dụng, chạy theo những tiểu ti eo hẹp, mà nào tới giờ mình chạy theo đó.
thành ra vì vậy cho nên suốt cả đời ngu muội chỉ biết mê mang thân vật nhỏ nhen, mau tan mau rã, chỉ biết tin bướng làm càng, không tìm hiểu con đường giải thoát. Tin bướng làm càng, cha cái này căng nha. Tin bướng là tin theo mê tín đó, làm càng là làm theo dị đoan đó, tức là còn làm theo, tin theo mê tín dị đoan. Mà quý vị ơi, mình tu hành rồi, quy y theo đạo Phật giáo hòa hảo rồi, mà coi còn mê tín dị đoan nữa hay không? Chứ con chú này nha, cái tướng thấy đạo mạo lắm và tướng tốt lắm, mà bàn đạo với tôi hồi đó ông bàn sao nhiều cái thấy lạ lạ không à. Một hồi cái chú mới hỏi tôi câu này, chú hỏi ta hỏi mày, cái áo cúng lại hàng ngày đó, khi mày đem giặt đó mày giặt ở đâu? Thì tôi bảo rằng thưa chú, thì khi giặt là con đem giặt dưới sông. Thì chú mới chỉ tôi cái gì, chú chỉ tôi, chú bảo chết, mày chết liền. Chú nói mày chết liền. Tôi hỏi ủa sao vậy chú? Tao nói cho mày biết nha, cái áo cúng lại của mày hàng ngày đó, biết bao nhiêu công đức có trọng không, mà mày đem mày giặt dưới sông thì lầu đài Long Vương nào mà còn, mày chết liền. Tôi nghe nói tôi tá quả tâm tin quý vị ơi. Cái ông anh kế bên á, ông bảo rằng không đem giặt dưới sông thì giặt ở đâu? Thì chú bảo rằng phải bưng cái thau nước lên, vì hồi xưa chưa có xài nước cây, phải bưng cái thau nước lên, giặt xong rồi á đem đổ ở bụi chuối bụi tre, đổ ở gò đất á, chứ không được đổ ở dưới sông nữa, đổ dưới sông cũng ảnh hưởng lầu đài Long Vương nữa. Tới chừng mà ông chú đi ra, ông anh kế bên á, anh hỏi tôi, anh hỏi chứ ông chú nói gì theo anh thì anh nghĩ làm sao? Tôi mới vừa nói vừa cười, tôi nói ở dưới sông thì có Long Vương Hà Bá, ở trên bờ cũng có thổ địa thổ thần, chứ đổ dưới sông là ảnh hưởng tới Long Vương Hà Bá, thì đổ trên bờ mấy ông thổ địa thổ thần mấy ông cũng tiêu luôn chứ không còn, tiêu luôn chứ không còn. Đó cũng là mê tín dị đoan theo quý vị. Tướng đạo ngon lắm là vậy đó. Cũng như có anh này nha, kể gì nghe vui vui, ngủ nằm chim bao thấy heo la mà đòi coi thầy. Thành ra qua bên nhà anh bạn học á, nói hồi tối tôi ngủ sao tôi nghe heo la, thành ra không biết có cái điểm gì lành dữ không anh, thành ra tôi tính coi thầy. Ảnh thì sống con mình cũng nghèo khổ lắm, cái anh bạn kế bên á không có gì đâu, heo la lắm chừng hên nè. Heo la lắm chừng hên nè, cũng chừng đêm mới người ta cho anh ăn thì thiệt quý vị, ngày mai người ta đem đồ đến cho anh ăn. Cái lúc này anh mừng quá mừng, anh nói chèn ơi, heo la, mà tôi tưởng là xui chứ, ai ngờ đâu hên, heo la cái người ta cho ăn liền. Cái đêm thứ hai ngủ heo, nghe heo la nữa, cái qua học với anh bạn nữa, anh bạn nói vậy là có lý rồi, hôm qua đó người ta cho anh ăn nha, bữa nay chuyện ta cho anh mặc thiệt, qua ngày sau người ta em đồ tới người ta cho anh mặc. Thì lúc này anh quá mừng, anh nói chèn ơi, heo la mà tưởng đâu xui, ai ngờ đâu hên quá, hôm qua cho ăn bữa nay cho mặc. Thì tới đêm thứ ba cũng nghe heo la nữa, mới tính đem qua học với anh bạn nữa, để nghe mừng học với anh bạn ấy không được nha. Cái ngày lần đầu thì ta cho ăn, lần thứ hai ta cho mặc, lần thứ ba này anh đừng có ra đường nha, ra đường cái chừng ta đánh phù ngõ nghe nói hết hồn, đâu có đánh ra, bởi vì bạn mình linh quá linh nói hay quá hay bây giờ ra sợ phù ngõ. Thành ra vậy cho nên ở trong nhà mà nhà cửa chật hẹp lắm, ở của mình vậy cho nên ngày thứ nhất ngày thứ hai qua ngày thứ ba trong bụng nó chịu hết nổi rồi, nó bồn chồn rồi, nó mắc phóng quế rồi, vậy cho nên mà đằng này nhà cửa mình chật hẹp quá mới lõn lõn qua cái giường của người ta, lõn lẻn qua giường của người ta định chịch quần phóng quế thì bị người ta đục cho phù mỏ. Qua gặp anh bạn thì anh bạn nó chàng ơi, anh nói sao mà hay quá hay à. Thế là kỳ này tôi nghe lời anh á, tôi không dám ra đường đó, mà tôi chỉ lỏng lỏng một chút xíu thôi cũng bị phù mỏ. Đúng vậy anh bạn ấy, có gì đâu, đây là cái bài học nuôi heo của tôi. Cái bài học nuôi heo của tôi và hoàn cảnh anh nó đúng như vậy đó, nó trúng gì, thành ra tôi nói cho anh biết. Bởi vì anh biết không, heo của tôi á lúc chiều á thì nó đòi la, nó ăn ra, tôi mới cho nó ăn cái tới khuya, tới tối cái nó lạnh, nó lạnh
nó lạnh cái tôi lấy chăn cái tôi đắp cho nó ấm. Cái giờ tới khuya cái nó la nữa, tôi mới giận quá giận à, mày đói tao cho mày ăn, mày lạnh tao đắp cho mày ấm, mày còn la nữa, tao đắp cho mày phù mỏ. Cái bài học nuôi heo của tôi, mà cái hoàn cảnh của anh nó đúng như vậy, thành ra tôi nói cho anh biết như vậy. Chứ đằng này anh lại mê tín dị đoan, đòi coi thầy coi bà, mà đã dị rồi còn lõm lõm qua giường của người ta anh chi cho bị phù mỏ. Thì đó cũng là mê tín dị đoan, phải không? Thành ra thầy dạy mình nè, bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thượng cổ. Đừng bà đâu tin đứng nghe càng, làm ngu mũi đọ thân uổng kiếp, phải không? Thành ra vậy cho nên vô minh mê si rất là tai hại, nó chẳng khác như tấm màn dày đặc bao trùm lên trí huệ của ta, làm cho chúng ta không còn trí sáng suốt để nhận định mọi sự mọi việc một cách chín chắn rõ ràng. Mà có khi gì cũng gì mê si mà lòng tham trở nên không đáy. Nếu người sáng suốt biết tai hại của lòng tham thì cũng hạn chế phần nào của tánh tham rồi, phải không? Mà cũng vì mê si mà lửa sân tự do bùng phát. Nếu người sáng suốt biết tai hại của lửa sân thì hạn chế phần nào rồi, không để nó hoành hành đến như vậy. Cho nên người xưa bảo bất quý tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Nghĩa là chẳng sợ tham lam nổi lên, mà chỉ sợ lòng người giác ngộ chậm. Hay nói cách khác dễ hiểu hơn, chẳng sợ tham lam, chẳng sợ sân nộ, mà chỉ sợ si mê. Thôi giờ đây để việc si mê, chúng ta thực thi theo lời dạy của Đức Thầy, tức là nương theo giáo lý Thầy mà tu học. Bởi vì giáo lý Thầy thì như ngọn đuốc vậy, mà mê si thì như đêm tối. Có ngọn đuốc rồi thì bóng tối không còn, phải không? Mà có trí huệ rồi thì mê si đêm tối, mê si cũng chấm dứt. Thành ra Thầy dạy mình nè, nương theo đuốc huệ tầm chân lý, lóng tiếng từ bi diệt dục lòng, tỉnh ngộ đã nghe lời Phật thuyết, thoát mê si nghiệm lẽ quyền thâm, mau chân bước đến Long Hoa hội, chầu Phật hòa vui cõi đại đồng. Và cái thứ hai, dùng trí mà xá bỏ những mê tín dị đoan, những mê lầm mộng ảo, phá tan lòng nghi ngờ giải đãi, lần bước trên con đường đạo hạnh, đi đến chỗ bất diệt bất sanh. Diệt mê si phải nương thiền giác, muôn việc làm chánh trực khôn ngoan, đừng bả đâu tin bướng nghe càng, làm ngu muội đọ thân uổng kiếp. Đó là hai phương pháp mà Thầy dạy chúng ta diệt mê si. Cho nên Thầy dạy trong đoạn cuối của ác mê si, hãy xá bỏ những điều mê tín, quy thuận cho tinh thần đạo đức, lánh chốn mê lầm, tỉnh cơn mộng nguyễn, phá tan màn vô minh che mờ căn trí, lần bước trên con đường đạo hạnh, đi đến chỗ bất diệt bất sanh. Đó là phương pháp diệt mê si, để chúng ta đi đến chỗ là bất diệt bất sanh, phải không? Thưa quý vị, thôi giờ đây tóm kết. Dạ, 1:10 rồi, tóm kết được rồi. Tham sân si, nhà Phật gọi là tam độc, nó độc hại chẳng khác nào thuốc độc hủy hoại thân mạng người, chẳng khác nào rắn độc cắn chết người, nó hủy hoại thân mạng của chúng sanh. Nhà Phật gọi là tam chướng, nó làm chướng ngại bước đường tu hành, làm chướng ngại con đường giải thoát. Người mà còn tham sân si, từ lời nói, hành động, việc làm còn lún sâu vào trong tội lỗi, còn làm đau khổ cho mình, cho tất cả mọi người. Gia đình mà còn tham sân si thì gia đình ấy sẽ đánh mất đi niềm hạnh phúc, và thường xảy ra những chuyện bất hòa, hai cãi lẫy rầy rà, dẫn đến hành động không đúng, gieo đau thương lại cho gia đình, trở thành là một gia đình thiếu văn hóa, kém văn minh, yếu tinh thần trong nếp sống của tôn giáo. Xã hội này mà còn tham sân si thì thường xảy ra những vụ tranh giành cướp giật mất trộm, gây rối ren mất trật tự an ninh. Thế giới này mà còn tham sân si thì thế giới này thường xảy ra những vụ, những cảnh chiến tranh đẫm máu giết người, tương tàn tương sát. Và người tu hành mà còn tham sân si thì sẽ gặp rất nhiều trở ngại trên bước đường tu hành,
nó khiến ta tạo ra ác nghiệp, nó sẽ xói mòn đi phước đức tu tập của ta, nó làm cho ta hiện tại mang tiếng xấu mà tương lai lãnh lấy quả báo bất lành. Cho nên biết được tai hại của tham sân si rồi thì người tu hành phải cần tìm phương pháp để mà diệt trừ. Muốn diệt trừ nó, chúng ta cần phải y theo lời Đức Thầy đã chỉ dạy: chữ tham châm ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tuyệt. Chữ gây gỗ là sân hãy diệt, cho nó đừng thấp thoáng trong lòng. Thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, nên tỉnh trí tìm phương dục tắc. Và chỗ khác Ngài cũng dạy: ta cũng nên bố thí, nhẫn nhục, trì giới để độ tham, sân, si. Người không còn tham sân si thì người đó sẽ được hạnh phúc. Gia đình mà không còn tham sân si thì gia đình đó sẽ được hạnh phúc. Xã hội này mà không còn tham sân si thì xã hội này cũng sẽ được hạnh phúc. Và thế giới này không còn tham sân si thì thế giới này cũng đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho muôn nhà, muôn người. Và người tu hành khi diệt được tham sân si rồi thì tâm mình trở nên thanh tịnh, không còn bị nó làm loạn động, trí mình trở nên sáng suốt, không còn bị nó làm mê lầm, thì nẻo luân hồi kể như bật lối, đường sanh tử ta cũng không còn, được tự tại an vui trên bầu trời giải thoát. Mau trở lại đường theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong, mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Phá ngũ quẩn dứt lần tham ái, cội sân si cũng phải tảo trừ, đem về giác tánh chân như, kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Thêm câu đi hen: ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp, lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho, trồng cây lành dĩ quả thơm tho, tuy không thấy mà sao chẳng mất. Hết thiệt rồi. Đề tài chúng tôi đến đây đã hết. Sau cùng ngày cảm ơn ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Long Bình đã dành cho tôi một thời gian hơn một giờ đồng hồ để thuyết giảng qua cái đề tài ý nghiệp trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo về 1 tiếng 15 phút rồi. Cảm ơn toàn thể đồng đạo nơi đây đang nhiệt tâm ủng hộ cho tôi để cho tôi giúp cho tôi làm tròn cái bổn phận là thuyết giảng qua cái đề tài của mình là ý nghiệp. Vậy thì sau cùng cũng chẳng biết nói gì hơn, một lần nữa xin chân thành cảm ơn cùng toàn thể quý vị. Và chúc cho ban trị sự cũng như chúc cho toàn thể quý vị luôn có một sức khỏe dồi dào, luôn có một và lập trường vững chắc, luôn có một nghị lực mạnh mẽ để chúng ta thực hiện đúng theo lời dạy của Đức Thầy để mà diệt trừ tam nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, mà quan trọng đó là ý nghiệp, để tâm ta được thanh tịnh, để trí ta được sáng suốt, để cuối cùng chúng ta sớm được là tiêu tai, tịnh sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả. Chúc quý vị sớm thành công và thành công sớm nhất. Xin dứt lời: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.